tiểu sử diễn viên Lê Khánh vượt qua khó khăn để sống và yêu thương. Diễn viên Lê Khánh sinh ngày 24 tháng 12 năm 1981 tại tỉnh Bến Tre. Cha cô qua đời khi cô mới lên 10 tuổi. Sau này trưởng thành, cô lên thành phố Hồ Chí Minh làm diễn viên kịch và diễn viên hài. Cô bắt đầu nổi tiếng sau các vở kịch như Một cuộc đời bị đánh cắp, Sát thủ hai mảnh, Vùng đất cấm, Thuốc đắng giả tật, vân vân. Lê Khánh đạt giải diễn viên phụ xuất sắc nhất của HTV Awards trong 2 năm liên tiếp, đạt 4 giải nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất tại 4 giải Mai Vàng liên tiếp. Ngoài diễn hài và diễn kịch thì Lê Khánh cũng có bén duyên với phim ảnh. Sự nghiệp của cô bắt đầu tiến triển sau khi cô tham gia các bộ phim như Hướng Nghiệp, Mùi Ngò Gai, Cuộc Chiến Hoa Hồng, Dù Gió Có Thổi, Cô Dâu Đại Chiến, vân vân. Trải qua nhiều gian truân, vất vả, Lê Khánh, cô thợ may Sanali của Mùi Ngò Gai mới có được một mái ấm trọn vẹn hạnh phúc như hiện tại. Là một mọt phim, khán giả khó có thể quên được một cô Sanali đồng bóng do Lê Khánh thủ vai trong bộ phim đình đám một thời Mùi Ngò Gai. Trải qua gần 2 thập kỷ, bộ phim vẫn là một mảnh ký ức đẹp đi theo năm tháng của nhiều người. Dù đã lui về ở ẩn suốt 4 năm để chăm sóc con nhỏ, nhưng hành trình 15 năm làm nghệ thuật của diễn viên Lê Khánh vẫn luôn đọng lại nhiều ấn tượng với khán giả. Lê Khánh, cô thợ may Sanali là một trong những diễn viên hiếm hoi trong ngành nghệ thuật thứ bảy, xuất sắc giành được 5 giải Mai Vàng và nắm giữ hàng loạt danh hiệu cao quý. Cô tham gia hàng chục vai diễn lớn nhỏ, đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, người dẫn chương trình hay bà chủ của một quán ốc nổi tiếng nhất nhì tại Sài Gòn. Thành công trong sự nghiệp là thế, nhưng trước khi đến với bến bờ viên mãn hôn nhân, cô cũng đã trải qua nhiều thăng trầm biến cố. Từng bị sảy thai, thời kỳ khó khăn, cùng chồng ăn chung một tô hủ tiếu. Là một nữ diễn viên mang tiếng cười đến khán giả mỗi khi xuất hiện, song cuộc đời của Lê Khánh cũng gặp muôn vàn khó khăn. Lê Khánh và ông xã đã có hơn 2 thập kỷ bên nhau từ khi còn là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh thành phố. Họ hẹn hò lâu năm, sau đó tiến tới con đường hôn nhân, kết hôn vào tháng 12 năm 2014. Vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau bước trên đường hôn nhân, thế nhưng Lê Khánh tiếp tục gặp thử thách lớn. Cô từng sảy thai khi mang bầu được hơn 2 tháng, khiến cả nhà suy sụp. Trong chương trình Các Ông Bố Nói Gì, Tuấn Khải bồi hồi kể. Khi Khánh mang bầu khoảng hơn 2 tháng thì bé bị mất tim thai. Khi nhận thông tin đó, hai vợ chồng tôi cảm thấy mất mát rất lớn, nhưng cố gắng vượt qua. Sau này khi có thai Tuấn Khang, đó lại là cảm xúc trái chiều, nửa mừng nửa lo vì mình đã trải qua một lần như vậy rồi. Trải qua nhiều vất vả, hạnh phúc mỉm cười vào tháng 10 năm 2018, Lê Khánh sinh con trai đầu lòng. Bé Tuấn Khang là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của cặp diễn viên Lê Khánh và Tuấn Khải. Thời điểm đó, nữ diễn viên đã 36 tuổi. Khi vừa sinh con xong, sữa mẹ chưa về, nhìn thấy con nhỏ khát sữa, Tuấn Khải vô cùng đau xót. Anh đã đi khắp nơi xin sữa. Đồng hành cùng nhau trên một chặng đường dài, nữ diễn viên vô cùng xúc động khi nhắc đến kỷ niệm khó khăn cùng ông xã tại chương trình Các Ông Bố Nói Gì. Lê Khánh nói, khi chúng ta đến với nhau, hầu như chúng ta không có gì trong tay. Tôi nhớ khi mình đi diễn ở sân khấu kịch, lúc về, hai đứa tính là sẽ ăn 2 tô hủ tiếu gõ để qua cơn đói ban đêm. Nhưng trên đường gần tới xe hủ tiếu thì bánh xe máy bị bể, thế là phải vào vá xe. Tiền vá xe vừa đúng một tô hủ tiếu, nên hai đứa chỉ có thể ăn chung một tô. Chúng ta từ khó khăn để có được chút chút ở hiện tại, chúng ta đã có rất nhiều cung đoạn của cuộc sống, cung bậc cảm xúc từ vui, buồn, giận nhau, thậm chí không nhìn mặt nhau, chia tay nhau nữa. Nhưng hiện giờ thì chúng ta đã có nhau, đã được bên nhau.
Hai thập kỷ chung sống, vợ chồng hiểu nhau từng chân tơ kẻ tóc. Trong hơn 20 năm chung sống, cả hai từng chia tay 4 tháng nhưng cái duyên, cái nợ khó có thể tách rời. Vượt qua rất nhiều khó khăn để có được hạnh phúc hiện tại, Lê Khánh, Tuấn Khải đều trân quý mọi thời khắc được ở bên nhau, chăm sóc chu toàn cho con trai Tuấn Khang. Là một ông chồng tâm lý, Tuấn Khải rất lãng mạn, chưa bao giờ quên việc mua hoa tặng vợ mỗi dịp đặc biệt. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, nữ diễn viên bộc bạch: ông xã và tôi luôn mong muốn ngày nay sẽ yêu nhau nhiều hơn ngày hôm qua. Không phải là không có thời gian ở bên cạnh nhau nhiều thì sẽ làm cho tình yêu giảm lửa. Quan trọng là chúng ta sẽ thể hiện như thế nào để đối phương cảm thấy mỗi ngày sẽ yêu mình hơn và cần mình hơn, cũng như muốn gắn bó với mình nhiều hơn. Trong mùa dịch, gia đình nữ diễn viên dành trọn vẹn thời gian cho nhau. Lê Khánh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, clip vui đùa cùng con. Cô cũng tận dụng thời gian này phát triển một số kỹ năng cho Tuấn Khang như chơi đàn piano. Cuộc sống của sao nữ mùa ngò gai dung dị và đầy ắp tiếng cười. Không có con đường nào trải sẵn hoa, Lê Khánh từng lớn lên trong nghèo khó, ở trong khu ổ chuột, thành công bằng chính năng lực của bản thân. Để có được ngày hôm nay, nữ diễn viên đã đi một con đường dài với nhiều chông gai, thử thách. Đây cũng chính là điều mà khán giả luôn yêu mến cô.